Khán giả đi. Chào nha. Hôm nay đâu? Các bạn, hôm nay mình đi hái nho nha. Đây. Từ từ đi. Đây là cây nho kẹo nha các bạn. Nho kẹo nhà trồng đây. Tại Maragui Lâm Đồng. Cây chỉ nhỏ xíu thôi. Thấp thôi nhưng mà đã có trái rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hái nho nha các bạn. Đây, tháo bọc nó đi. Hình như cái này chín hay gì nè. Dạ. Này chín rồi con. Này chín rồi nè. Dưới đùm này chín rồi nè. Đùm này chua. Không, đây này chín ăn được, hai ăn được rồi đó. Thôi, đùm đùm này ăn chứ đùm này chín nè. Hái đùm chín trong miêu nè. Bọn mày thấy chín được rõ rồi. Đây là chùm này chín lắm nha bà, mình sẽ chùm này. Chùm này còn sống. Không, chín rồi, nó vậy đó, ngon nó vậy đó. Thấy nha, nó còn nữa. Đây, cắt đi miêu. Cắt luôn, ăn luôn, quanh, từ. Rồi, cắt đi miêu. Này các bạn, chùm nho nha bà, mình sẽ cắt nha bà. Chón đụng điểm mẹ mình mấy bạn. Các bạn. Điểm mẹ mấy bạn. Này nhọt kẹo nha, chưa chín mấy nhưng mà ăn cũng ngọt rồi. Ngọt. Ngọt rồi. Rồi. Ngọt ngọt. Còn chùm này. Cắt luôn. Cắt gì để nhà Hù ăn hết. Nè. Thôi nhiều thôi, không cắt nữa. Để dành. Để dành con ăn. Rồi, bao nhiêu rồi? Này là 2 chùm nha các bạn. Đây là nho kẹo Ninh Thuận. Nho kẹo hai chấm thôi không? Nhưng mà cái này trồng tại Maragui Lâm Đồng. Tôi coi đâu coi mình bông. Bộ hoa thứ ngon. Đây đâu? Đây Maragui chứ không phải là Ninh Thuận. Cái chùm này cũng chín rồi nè, chùm này cũng chín rồi nè. Thấy bạn tháo nó quay video cho đẹp, quay anh. Đây, còn 2 chùm nha mọi người. 2 chùm bầu chùm nó xanh. Đây là nho kẹo. Mình sẽ cắt nha. Thôi, cắt nó miêu. Thôi, cắt nó ăn hết. Đây là nho kiểu Ninh Thuận đây. Ở trên này là có trái nhỏ ra đây. Đây. Nó đi mọi người. Trái ăn tới chín ngọt. Cây không cao bao nhiêu. Đủ à. Này à. Không cao đâu. Cái nho là rất thấp nha mọi người. Ngon. Quay lên đặng này đặng người ta coi. Đấy. Nho cái năm chắc. Giỏi mỏng, giỏi miếng khác. Ăn xong miêu ngọt miêu. Các bạn ơi ngọt ăn thử nè. Ăn đi. Ok, hai bắt đầu vô người ăn nha. Ngọt. Ăn thử với ngọt miêu. Bỏ đây đi, lắc dục. Ngọt không anh? Ngọt. Nhưng mà chưa chín mấy đúng không? Chưa chín mấy mà ngọt. Nho Ninh Thuận, nho kiểu. Nho. Chưa chín mấy mà ngọt. Vừa chỉ phải luộc. Ngọt miêu. Ngọt miêu. Ngọt nha. Chua ngọt. Chua ngọt. Nho mà. Nó mà chín không, nó ngọt lắm á. Chín ngọt lắm á. Chín tới già ngọt á. Tới không bự mà ngọt nha. Bữa này. Chưa chín không mày ngọt à. Hôm nay chỉ quay video ngắn thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay video và ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngọt mà.